Chắc giọng trúng nó luôn rồi. Hello, chào anh em nha. Là anh em mình đây. Hôm nay anh em mình sẽ đi làm một cái clip đi săn bắn. Mình sẽ trải nghiệm thử đi săn bắn bằng ná cao su nha. Anh em nhớ đón xem mình, anh em mình sẽ coi là hôm nay sẽ thu hoạch được những gì. Ok, mời anh em tiếp tục theo dõi nha. Vẫn còn đấy. Chạy qua bên kia, qua bên kia luôn. Thấy mà, anh đi sang hai cái. Đâu đâu? Để đó. Rớt sao? Mà em kinh nghiệm rồi. Ù xa lắc luôn mà. Mà rớt nó bay qua tới đây luôn nè. Nếu mà không kiếm là ấy hả? Đừng biệt nha anh em ơi. Bắn nãy anh em mà bắn lúc kia bắn trúng rồi nhưng mà nó bay đi mà bây giờ quay lại tìm. Kinh nghiệm lâu rồi mà. Ba đời như là ba lạng không? Đừng biệt nha anh em ơi. Chứ. Này, ngay đây mặt thiên luôn nè. Nó bay như cái gì mà. Dạ. Bắn. Rồi đây. Kẹp trứng rồi. Ui. Trong có trúng chưa? Bên đó trúng cái hả? Chủ quan hơi chủ quan. Để bọc rồi. Chín chưa? Một con nha anh em. Con lại qua lại nữa hả? Đặt lại nữa đi, một tao đè lên. Không có đặt cái đi. Bỏ vô ba lô đi. Bỏ vô lô bạn đặt tiếp luôn. Với cái thùng coi thử đây em coi đây đấy, thấy đem đặt không? Có đường gì đó. Nó mới đồng á, nó đồng được. Lên chưa? Đó, đúng. Ôi, đi rồi. Đó, nó tắt rồi. Xa chứ, đứng gần qua nó ngay thôi. Tắt rồi. Đi mà. Tụt chất mà, tụt đi. Dập luôn, đè luôn. Rồi, tụt chất mà may quá. Do cây nhiều nè. Nhiều quá nó đập vào cây đó. Cây tre nhiều. Tre nữa. Một con nữa anh em ơi. Được rồi nhá. Nhờ, nó chạy hết. Chạy bên kia một con, bên đây một con. Thôi, báo đi. Qua bên kia đó. Chín con rồi. Tức rồi. Đấy. Bên con đó hả? Đặt lại tiếp, chạy ra. Dọn cái đường cho nó đi. Khỏi đọc. Rất chim hả? Đang bẫy sóc mà đang bẫy sóc và bắn chim.
xem. Ngay đầu luôn mà. Này như này nữa. Yeah. Trúng à? Ủa sao không nghe ta? Nó đập đập xuống đây. Tốc tí thì nó nằm chỗ khác. Ờ. Nó đập nó chặt vào hả? Đấy, tầm đầu á. Con to nhỉ? Vậy là bật chết rồi văng ra hả? Ừ. Đau thôi. Nó xìu á. Còn nữa. Thế rồi. Con này nãy chạy qua. Nhiều lắm anh em ạ. Nhưng mà anh em mình bắt được ba con ngay chỗ cái bãi này. Ba con ngay bãi này. Đó. Bảy thì nằm trên, sáu thì nằm dưới. Nó đập trúng đầu nó văng ra đúng không? Thép phát cho nên nó đập trúng cây á. Mình không nghe cái bọc. Rồi, gỡ bãi nha. Qua mất rồi. Đi đây. Ừ. Má chạy qua bẫy luôn. Đó. Thấy không? Nó nhảy qua đó. Thấy rồi. Bắt. Đưa xuống lại đi. Cái dưới này nó không chịu nhảy đó. Ở đìa dưới nó nhảy lên trời nó đi. Ô, qua đây rồi. Con sóc chạy vừa chạy vô cái bụi đây nha anh em. Đấy, vô cái đống đó. Giờ anh em mình quay bắt. Đâu. Thấy qua đây rồi mà. Còn thấy không? Thấy chứ. Sắp đầu mầm đâu. Sắp đầu. Rồi. Im đi. Rồi. Im. Bây giờ như này. Đập đi. Để thấy đập. Đứng kế nha. Đúng rồi. Đập trúng đuôi. Đập rồi. Ôi còn khỏe lắm. Rồi. Phải không đấy? Nó có hàng không ta? Đây mất tên luôn nè. Làm gì? Đây. Sợ chạy kia rồi. Không đây. Giờ hết lên đi. Thấy đành. Có đây đó. Ui. Này nó chạy tông gốc cây luôn. Ừ.
Chọc em. Chất giọng trúng nó luôn rồi. Cái cây này không đạp được. Má nó nhanh thật đi chứ. Bục bục pha rửa bắt kinh hoàng. Đứt cả dép luôn. À, thử mấy anh em? Nhỏ. Thử. Mà múa lên như vậy mà không chết. Con gì đấy? Chim à? Con mà đen đen đấy. Từ đó luôn nha. Con này to nhờ? To. Quán nổ sướng. Cái hàng hả? Một con người đầu hai hàng nữa. Không lớn rồi, đi quá. Một hàng á, một hàng thẳng quá luôn á. Theo với đi theo với bao nhiêu năm rồi mà có dãy mà còn không biết rồi. Con này to hả? To. Tao mà cái nương đèn bóp lên. Gì vậy? Dựng ba lố. Ui mệt quá. Anh em mình bữa sáng nay nha. Bây giờ mấy giờ rồi? 12 giờ chưa? 12 giờ trưa. 12 giờ trưa rồi. Đây đây. Đấy, anh em thành quả sáng anh em bây giờ anh em mình đi đuổi thóc này. Bắn chim này, tìm bịp. Rất là kịch tính luôn. Mình được mấy con thóc nè? 1 2 2 con nha. 3 con. Đây là 2 nữa. 5 con. 5 con thóc anh em ơi, 5 con thóc. 5 thóc với 3 con chim. Bắn chim các bạn nhá. Ở nhà là tìm bịp. Đây là team của Thi nha anh em nha. Tiếng mình to lắm các bạn ơi. Đây team của Ba Tôm nha. Nhiều Ba Tôm đen thật lộn vậy hả? Team của Ba Tôm đen quá anh em ạ. Bữa nay có chim ai? Ủa chim gì mà nó trắng trắng bạc bạc kìa. Chim trắng mà. Chắc chim này, chim thịt rắn này, chim của anh Man này. Mình không có chim đâu anh em. Ok anh em, bây giờ mình sẽ dừng chân tại ngay chỗ cái thác nước mini này. Anh em mình sẽ chế biến những cái món ăn dân dã anh em mình thôi. Mình cũng chỉ làm đơn sơ thôi. Mình mang theo những gì gia vị đơn giản, mình làm đơn giản thôi. Mong anh em tiếp tục theo dõi anh em mình nha. Ok anh em. Chỗ này dựng lá cây nhiều nha. Anh em mình bây giờ vơ bớt lá cây. Mấy hai anh em kia đang đi lấy củi. Để mình cho anh em xem cái khung cảnh chỗ này rất dễ chịu, mát lắm anh em ạ. Nãy giờ anh em mình đi bắn chim, đi bắt sóc rồi nóng, rồi vô đây mát lắm. Có một cái thác nhỏ mini, nhỏ thôi. Đúng rồi, đây có một cây đa rất là to luôn. Qua giờ anh em sẽ, bây giờ anh em mình ngồi dưới cái bóng mát của cây này. Biết rất là mát đó. Thank you.
giờ ăn rồi anh em ơi, đói bụng quá. Vô thôi, vô thôi. Đây mình nướng một con chia con nhiều thôi. Rồi mình nướng một con bìm bẹp với lại mấy con thang chim, ba con chim, hai con sóc. 2 3 vô. Mời các bạn nha, mời cả nhà nha. Ngon quá hả Tia? Rồi vô. Ủa, giòn rộm. Rồi anh ăn mắt đây. Ăn nào. Ngon. Đúng là quả gừng luôn. Anh nhìn sóc bữa nay mà mọc hơn bữa không bạn? Được, mời anh em miếng nha. Không sạch. Mời anh em nha. Tóc bữa nay mập hơn bữa trước. Cái chanh mà mới chanh hả? Chanh đó, ngon quá. 1, 2, 3, vô. Mời anh em nha. Hết rồi anh em ơi. Biết được không em? Cả nhà nhá. Cái cảm giác mà anh em mình tự mình đi săn bắt được xong về mình nướng rồi mình ăn uống bên cái chỗ suối nước chảy này dưới cái bóng cây to thật là to luôn, nó mát mình nó sướng lắm anh em ạ. Cà phê đó mình ăn dân dã kiểu trong rừng rẫy có gì mình ăn mấy gia vị thì đơn giản thôi nhưng mà rất là ngon anh em, mình ăn bốc rồi anh em thông cảm nha, bốc nó mới ngon. Anh em mà đi quay thì tới ba anh em mình thì có một máy mình cầm máy đi theo cho nên nhiều khi mình không đi theo được hết anh em, có người bắn trúng người bắt được thì mình lại không quay được, có lúc mình đi theo người này lúc mình đi theo người kia cho nên là có nhiều cái mình cũng không quay cận cảnh được, anh em xem thông cảm nha, nhưng mà anh em mình trải nghiệm thực tế có gì mình quay nấy. Bà Tôm xé bìm bịp hả? Đây bìm bịp à? Mời mọi người nhá, đuôi bìm bịp này. Bình thường là bình thường là khám nhé. Để cho miếng chanh nha, để thử. Đây. Mời anh em nhá, ăn đuôi bìm bìm này. Để miếng chanh nữa này. Thảo. Được dài gốc. Dài đúng không? Dài hơn cả đường không? Không dài hơn, là miếng chanh. Còn miếng chanh nha. Ngon à? Đã. Đúng không? Wow. Wow, thịt ngon nha. Anh em thử miếng bìm bẹp với mình nha. Đây, bìm bẹp nướng. Wow, thơm. Quất luôn miếng nhỏ đã. Kem mở giúp. Anh em mình ăn tay anh em thông cảm nha. Ăn vậy nó mới tự nhiên thoải mái nó ngon anh em ạ. À. Ê, mời anh em nè. Bìm bẹp nước. Bỏ cái gì chín rồi. Đấy,
Đi vậy. Anh em mình khui mắm mới đây. Quá wow. Ủa thơm quá nhỉ. Lấy cái dao ốc đào đào luôn em. Sao nó thơm quá nhỉ. Nó tiêu luôn hả. Ủa, mắm mới này. Ghê chưa, ghê chưa. Ngon chưa, ngon chưa. Bò tôm chả bữa ốc cay quá. Ê, mừng mắm mới anh em mình quá đây. Đúng hết đây. Mời anh em nha, vô. Mình cắn ông đây nó rủ nhiều rồi, nhưng không sao đâu nè. Bàn nó nhỏ, gầy mình cầm nhỏ cái lớn. Rồi, cảm ơn chị bà nha. Rồi. Bà cho mình cái đùi to chưa này. Thơm lắm. Anh em mình vô cái nha. Vô. 1, 2, 3, vô. Mời anh em nha. Thơm lắm anh em. Mùi nó thơm kỳ lạ. Cay quá, cay nóng vào mà. Mùi ớt cay quá anh em ạ, cay chảy nước mắt luôn. Chắc là mấy chục cái mới còn ớt không. Cái này ngon, đó này ngon này ba to. Ngọt. Ngọt thiệt. Cứ đi đi đâu, nhất là có cái hành lá đó, lá thơm nữa. Ồ. Ngon quá. Nóng tuột tay luôn á. Cái này cây chú rừng hả? Cây chú rừng 30 nè. 50 mà. Cái này chấm muối ớt ngọt lắm mà hả? Nó đen rồi đó rồi. Ôi. Nè nữa nha. Nóng lắm rồi nè, nóng bỏng tay luôn á. Mời anh em nha. Đúng không ạ. Wow. Vô. Anh em vô ra đi. Hô đi, hô đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 Vô kiểu. 1 2 thôi anh em mình cũng xin phép tạm dừng video tại đây và hẹn anh em những clip sau hay và hấp dẫn hơn. Mong anh em cố gắng là ủng hộ cho anh em mình nha, để anh em mình có một động lực làm những video hấp dẫn. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Bye bye anh em. Bye cả nhà.